Rồi, ok, em chào các bác nhé. Hôm trước có một bác, mấy bác gửi lời hỏi thăm, nhắn nhủ vào hôm nào xuống nhà ông Thực chơi thì qua quay lại cái vườn nhà ông Thực cho mọi người xem một cái. Đúng ạ, lâu lâu rồi, phải đến mấy tháng nay rồi không quay cái vườn nhà ông Thực này, lại làm cái video này quay cho các bác ngắm. Rồi nắng nôi quá, toàn nhiệt độ Hà Nội toàn 40 đến 45 độ C, chả đi được đâu quay video cho các bác. Đây. Hôm nay bác Thực bác ấy mời một anh thợ khí đá về cài thêm đá vào cái cây nguyệt quế kia. Em sẽ làm riêng cái video cài đá ở vào cây nguyệt quế cho các bác ngắm. Giờ làm cái video này quay quay cái vườn này cho mọi người ngắm cái đã. Đấy, phía bàn trước này bác ấy chơi một cái bể sen. Đây là sen sen Thái. Giờ nó đã tốt lên như thế này rồi. Trong cái bể này bác ấy đặt một cái cây xanh dáng làng rất nhỏ nhắn đẹp. Bonsai mini đấy ạ. Bé xíu. Sen này của bác ấy đang bắt đầu ra hoa rồi. Mấy ngày hôm trước là hoa này nó nở ra là rất là đẹp đấy. Tác phẩm Bàn Tay Phật, anh Tuấn Anh đặt tên. Đấy, đây cây nguyệt quế anh ấy đang nhờ anh Tâm gài ít đá vào gốc, gọi là cho thêm ít họa vào đấy nhìn cho đẹp. Kia ông Thực với ông Dũng đang ngồi chễm chệ uống nước kìa. Úi giời, trước anh ấy có một cây sung nhưng mà anh ấy vừa mới bán đi mất rồi, giờ chỉ còn lại cây này thôi. À đây, giới thiệu với cả mọi người là có thêm một cái góc góc lan này nữa, toàn lan kiếm, toàn lan kiếm. Đây là góc lan này là của cậu con trai nhà bác Thực. Trước lan này là cậu ấy để ở nhà ngoài cái chỗ nhà sàn đấy, nhưng mà bây giờ là cậu ấy cho một ít, chuyển một ít vào trong này chơi. Đây toàn loan kiếm đâu. Rồi, có cái bụi này rất đẹp. Bụi này phải đến 2, 4, 6, 8, 10, phải đến gần 20 cái ngọn này. Loan kiếm mà được một cái bụi như này là quý lắm đó. Đây, cây này có một bông hoa này không? Đấy, như vậy là có thêm một góc lan
của cậu con trai. Đây, quay mấy cây tùng này cho các bác xem này. Cây tùng này trước bác lấy 3 cây ở dưới Yên Tử, Quảng Ninh về đấy. Thì đợt vừa rồi anh Tuấn Anh vừa mới vào dây. Đây, vào dây. Vào dây và thay đất. Trước là đây là giống tùng ở trong miền Nam nên là trước là đất là toàn đất cát. Về đây thì anh Tuấn Anh thay đất. Đất là đất của ngoài Bắc này. Bác ấy vừa đặt thêm mấy những cái ông tượng nhỏ này dưới gốc làm cái nét họa nhìn cũng đẹp. Nay trời gió như kiểu sắp mưa rồi. Đấy, vừa rồi là bác ấy xuống Bát Tràng, bác ấy mua một loạt các cái ông tượng nhỏ nhỏ này về, bác ấy đặt họa dưới các cái gốc cây. Đây là cái cây mẫu đơn. Cây mẫu đơn này lần bắt thực bác ấy mua ở trên Vincom. Và cái cây này thì ban sáng nay là bác ấy cũng bảo anh Tâm kìa. Anh Tâm anh gài một chút đá vào cái cây này. Đây, mọi người có thể thấy được là đây, anh ấy gài đá đây. Đấy, gài đá. Đấy ạ, và thêm một viên ở trên này. Có một ông tượng đang nằm đọc sách. Đấy ạ. Anh Tâm gài đá này là người quê ở dưới Văn Giang. Nếu như mà quý vị và mọi người theo dõi ở trên channel của em thì có mấy cái video em quay anh Tâm này làm đá rồi. Làm rất là khéo. Có cả số điện thoại của anh Tâm ở trên đấy rồi. Mọi người có thể lên trên channel của em xem lại, tìm lại các cái video mà anh Tâm gài đá. Kìa anh Tâm anh đang làm gài đá ở cái cây Nguyệt Quế kìa. Rồi, tiếp tục em quay về phía đằng này cho mọi người. Đúng là lâu lâu ông nhìn cây này bây giờ già thế. Cây xanh quê ôm đá. Ngày xưa bác ấy đã từng cho cây này đi tham dự triển lãm Festival Sinh vật cảnh Thủ đô Hà Nội ở khu Vincom Long Biên. Mấy năm rồi mà cây chả thấy biến chuyển gì, vẫn như thế cảm giác này. Cây đúng là cô lên chậu nhìn phát triển lâu thật, chỉ có già dần đi.
Đây là những cái cây cổ, cây cổ lâu anh ấy mua lâu lắm rồi. Còn đây là cây xanh quê. Cây xanh quê này quay cũng rất nhiều cho mọi người xem. Giờ tán tốt này. Cây này dăm rất là đẹp nhá. Xanh quê nhưng dăm đẹp lắm ạ. Nếu như mà mọi người đã từng xem video thường xuyên trên channel của em thì mọi người có thể mở lại các cái video em đã từng quay cái cây này rất là nhiều, rất là chi tiết rồi. Đây là bộ ba cây cổ của anh Thực. Tuấn Anh gọi là cây đèn thần. Đấy nhá. Thì hôm nay này giới thiệu với cả các bác luôn là một cái ngôi nhà mới hiện đại vừa mới xây. Đấy, rất là mới hiện đại vừa mới xây bên cạnh, ngay bên cạnh nhà bác Thực. Còn đây cái ngôi nhà nhà bác Thực vẫn là ngôi nhà kiểu cổ như thế này. Đấy, quý vị nhìn thấy so sánh thì giữa hai ngôi nhà này quý vị thấy như thế nào. Đây là ngôi nhà kiểu cổ của bác ấy đấy. Đấy. Còn đây người có thể thấy ạ. Còn ngôi nhà bên này là một ngôi nhà mới và hiện đại. Sát luôn hai ngôi nhà cạnh nhau. Mọi người thấy không? Đấy. Đấy, nhìn thế này thôi nhưng mà có thể là giá trị tiền thì cái ngôi nhà này còn nhiều tiền hơn. Đấy, ngôi nhà kiểu cổ của bác Thực này. Nhiều tiền hơn đấy. Rồi em tiếp tục quay cây cho các bác xem. Đây cây này quay rồi. Đây cây này là cây tùng La Hán đấy ạ. Bác ấy mua ở dưới Yên Tử đấy ạ. Cùng với cả hai cây lúc nãy em quay đấy ạ. Cây này chứ ông Thực mua nhầm. Đi mua tưởng xanh quê về nhà lại hóa ra Nam Điền. rất là may. Số son. Lúc đi mua thì cứ tưởng là xanh quê. Về nhà phát hiện là Nam Điền hạt. Ấy. Giới thiệu với cả quý vị và mọi người, đây là cái bể đá của
bát thực đây. Bác ấy vừa mới không biết là sưu tầm ở đâu về ấy. Và bác ấy đặt trên một cái bàn xoay như này. Bây giờ em sẽ xoay cho mọi người chiêm ngưỡng cái bàn đá này. À, cái bể đá chứ quên. Rõ chưa ạ? Rồi, ok. Bể này bác thì mua nhiều tiền đấy ạ. Nhìn bé thế này bao nhiêu. Đồ toàn đồ quý. Rồi đấy, em đã xoay quanh một vòng. Rất quay rất kỹ cái bể đá này cho quý vị nhìn. Rồi, bây giờ em sẽ tiếp tục về hướng đằng này. Đây là cái cây huynh đệ đồng khoa. Cây này đã từng lên triển lãm Ninh Hiệp hồi đầu năm. Và cũng có bác đã giả cây này, không biết là lần ý là tỷ mấy ấy, nhưng mà bác ấy chưa có nhã ý là bác ấy bán. Giá ấy bác ấy chưa bán được nên là bác ấy vẫn cứ để chơi đã. Huynh đệ đồng khoa của Bắc Thực Lão Đại. Trước có bác bảo là vườn nhà ông Thực này toàn xanh quê, chả có Nam Điền mấy. Thực ra là bác rất là nhiều xanh Nam Điền đấy ạ. Toàn xanh Nam Điền nhiều tiền đấy. Còn đây là cái cây si. Cây si này là lần ý bác ấy mua ở triển lãm Bắc Ninh hồi đầu năm. 150 hay là 150 triệu hay là 160 triệu gì đấy nhỉ. Cái lần ý em cũng làm một video cho các bác rồi đấy. Đấy thì các bác thử nhìn xem là từ cái ngày ý và bây giờ thì nó thế nào. Tuấn Anh về là Tuấn Anh cũng đã bóc tách rất nhiều. Đây đấy, đây là vết là Tuấn Anh tách lóc cắt ra đục đây, đây này đấy, đây nữa đấy, bóc ra, bóc chỗ này ra
bát thực có cây chuối này rất là đẹp. Nhưng mà hỏi ông ấy thì ông ấy chả bán, tại vì ông bảo là đồ gọi là đồ kỷ niệm nên là ông ấy không bán. Em rất là thích cây chuối này. Cây chuối này cứ tốt lên lại cắt nó đi. Cây tác phẩm xanh quê ôm đá. Cái này nó là một cái khối đá nhé mọi người ạ. Đấy, đây là một khối đá này, rất là hay, hóa vào với đá rồi. Già lắm, quá già. hổ ấy bị rễ kẹp rồi, sắp gãy cổ rồi. Đây là cái tác phẩm ba thân, một cây xanh bonsai nhỏ. Bác ấy vừa mới mang lên nhà bác Hiệp Cửu Long ở trên khu Vincom tham dự cái cuộc vui là cổ đồ bonsai. Cây này hình như là bác Thực bác cũng đang muốn nhờ Tâm kia là cũng gài thêm đá vào. Xanh Nam Điền. Cái cây này của bác Thực thì rất là lạ nhé. Đó là đây là cây si, đây là cây si, còn đây lại là cây xanh. Đấy, cây xanh quê. Hai cây hóa vào với nhau rồi. Rồi, hiện tại ở trong vườn này thì cây cổ này của bác Thực là cây to nhất. Một số bác ấy chuyển ra ngoài khu làng nghề kia rồi. Cây này đang ra rất nhiều quả. Cây ôm sa tha, ôm xỉ than. Toàn xỉ than thôi.
Rồi, như vậy là em đã vừa mới qua một vòng quay cho các bác cái sân vườn này của nhà bác Thực. Đấy, gửi tới cái có một bác em không nhớ cụ thể là tên là gì, là ở đâu, nhưng mà chỉ biết là comment trên một cái video của em là hôm nào quay lại vườn nhà bác Thực lão đại. Thì đấy, nay em đã quay gửi tới bác rồi nhá. Mỗi thời điểm cây nó một khác nên là lâu lâu em lại quay lại cho các bác xem.